Hi, xin chào các bạn. Xin chào các tình yêu của Lan Orchidea. Các bạn ơi, hôm nay Paris được một bữa trời nắng, nhưng mà vẫn hơi có gió lạnh chứ không phải là nắng nóng như ở Việt Nam mình đâu nha các bạn. Thì nhiệt độ hôm nay là khoảng 20 độ. 20 độ mà có nắng thì nó rất là ấm, cho nên là mình tranh thủ mình ngồi ngoài vườn vào buổi trưa để ăn một tô bún cá. Một tô bún cá hồi các bạn, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Cùng một với một chai rượu vang trắng. Và các bạn biết sao không? Thật ra hôm nay một cái chính mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là hai cây ớt yêu thương của mình. Cây ớt. Cái này là một loại ớt mà mình đã hứa là mình sẽ có những cái video mà review cho các bạn từng loại ớt là nó ngon, nó cay, nó thơm và nó như thế nào. Các bạn có nên trồng hay không? Thì hôm nay loại ớt đầu tiên Lan xin review với các bạn đó là ớt Lào. Ớt Lào là một loại ớt rất là ngon. Thì mình sẽ vừa ăn, mình vừa cắn. Đây, đây là cây ớt kế bên cạnh mình sẽ hái một trái ở đây nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một chén nước lọc để mà rửa nó. Thực ra ở nhà trồng thì nó không có bị mấy cái gọi là chất hóa học hay là cái gì, nhưng mà nó sẽ có bụi nha các bạn, vì mình để ở ngoài trời thì mình nên rửa qua một xíu cho nó sạch sẽ hơn. Rồi bây giờ đây là mình ăn một miếng bún nha, để mình rót miếng rượu ra đã nha các bạn. Rượu này là rượu ở Đức nha các bạn, rượu Đức rất là dễ uống, rất là ngon. Nó cũng là 12,5 độ đó, chứ nó không phải là ít đâu, nhưng mà uống nó cái nó nhẹ nhẹ, nó cũng dễ uống lắm, nhưng mà uống nhiều thì lại sẽ say đó, cho nên mình chỉ uống một ly thôi để ăn cho ngon thôi. Rồi các bạn nhìn thấy không, đây là cái cây ớt Lào. Cái cây ớt Lào này chút xíu nữa mình sẽ lựa một trái, nó tròn mà nó giòn giòn, nó múp á, là nó chín, nó gọi là nó đủ cái độ cay rồi, thì mình sẽ ăn cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ trước tiên là mình mời các bạn uống một chút xíu rượu vang trắng với mình nha. Có màu vang trắng rất đẹp ha. Trời ơi, từ hồi tháng 8 tới giờ mới có được lại một cái ngày, cuối tháng 8 tới giờ mới có được lại một cái ngày nắng mà mình có thể ngồi ngoài như vậy đó các bạn. Mặc dầu là phải mặc áo đủ ống nha, chứ không thể nào mặc đồ như mùa hè. Rồi bây giờ mình ăn nha các bạn. Đây, mình sẽ hái một trái ớt. Mình hái từ trên cây luôn nha. Hái cho các bạn xem nha. Đây, hai trái ha. Mình sẽ rửa. Mình rửa sạch, mình để, thì đương nhiên mình không ăn hết hai trái này đâu các bạn, mình hái hai trái chứ mình không ăn hết được đâu vì nó cay. Rồi bây giờ lau cho sạch sẽ nha. Trước khi ăn thử cho các bạn á, thì mình sẽ giới thiệu sơ cái form của cái ớt Lào này. Nó lúc mà nó còn gọi là chưa có chín thì nó sẽ vàng vàng, nhưng khi nó chín nó vẫn có cái màu đỏ nha các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn ăn trong cái lúc mà nó như vậy thì nó sẽ ngon hơn, vì cái độ giòn nó sẽ giòn hơn, nó sẽ cay. Còn khi mà nó chín rồi thì nó đầm cái gu lại, chứ nó không có cay hơn cái khúc mà lúc mà nó hơi chín như vậy nè là ngon nè. Đây, nó chín mà nó hơi ngã cam cam như vậy nè là lúc nó cay nhất nha các bạn. Các bạn để cho nó chín đỏ thì nó sẽ không còn giòn, nó không giòn bằng cái khúc mà nó xanh, chứ nó không phải là không giòn. Cho nên mình mới muốn review cái loại ớt Lào này trước là vì nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Nó dễ trồng, nó sai trái, nó cay, nó giòn, nó thơm, và mình có thể làm được rất là nhiều món với cái loại ớt Lào. Rồi bây giờ để mình ăn miếng rồi mình cắn một cái cho các bạn xem ha. Đây, trời ơi, hôm bữa mình mua được cái rau mồng tơi tươi á các bạn, người ta bán ở trong vườn của người ta đó, thì mình mua về mình ăn tươi cũng ngon hơn. Đây, ăn miếng đã rồi cắn cái trái ớt ha. Ừ.
hôm nay cố tình không có ăn tương ớt là để cắn cái trái ớt cho các bạn xem á, ngon quá. Cảm giác ngồi ngoài trời nắng nóng như vậy ăn một cái tô này, uống ly rượu, trời ơi tuyệt vời ở mặt trời các bạn ơi. Mình sẽ ăn cái trái thôi, vàng cam nha, cắn ha. Cái khúc đầu á thì nhớ chưa có cay lắm nha các bạn. Ớt lào là loại ớt cay nhưng mà cay dễ ăn, chứ nó không phải cay xé. Có nhiều loại ớt nó cay xé các bạn ăn không được luôn. Cắn miếng nữa nha. Các bạn nghe được giòn không? Cái khúc này nặng cay nè. Cái khúc này nặng cay nè. Tại vì khi các bạn đụng vô cái hạt của nó rồi nặng cay. Cay nhưng mà cái mặn cay lẫn đi từ từ, từ trên cổ xuống. Nó xuống tới dưới này bắt đầu nóng 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 lên. Ngay chỗ cái đường cuốn cổ của mình đi xuống á, ống thực quản của mình đi xuống á, các bạn sẽ cảm giác được cái cay, nhưng mà nó không phải là cay thế, nó cay đủ để cho các bạn cảm nhận được cái độ cay. Nếu như là ăn cay giống như mình nha, còn các bạn không biết ăn cay là các bạn sẽ thấy cay lắm đó. Khi ăn cay các bạn á, phải để một ly nước nóng bên cạnh, nó lỡ nó cay quá thì còn uống được. Thì cái ớt này khi các bạn cắn vô ở giữa trái đó, nó có một cái vị thơm lắm. Đặc biệt là cái này nó rất là giòn. Nó giòn khi các bạn nhai trong miệng là nó sực sực sực, rất là ngọt, là cái cảm giác giòn giòn rụm luôn á. Rất là ngon. Anh Sáng ngồi anh Sáng ngồi review ớt lào luôn. Tại vì lấy cái trái ớt nó đã vàng cam rồi thì nó cay á. Nó cay nhưng mà nó ngon nha các bạn. Với cái độ ăn cay giống như mình thì mình chịu đựng được. Đó, nó đi nữa. Trời, hôm nay có được chút xíu nắng nóng mình hưởng thụ ở ngoài trời các bạn. Thì mình khuyên các bạn, nếu nhà bạn nào á mà thường ăn ớt giống như nhà mình nè, gia đình mình thì thích ăn ớt, hai vợ chồng mình ăn ớt, không phải ăn cay kinh khủng nhưng mà mình ăn cay được. Anh xã mình thì ăn cay hơn, thì mình thấy loại ớt lào này là loại ớt mà các bạn nên trồng. Thứ nhất á, là cái cây nó rất là dễ trồng, các bạn không có cần phải chăm sóc nó nhiều là giống như những loại ớt khác. Có nhiều loại ớt nó phát triển chậm nè, rồi nó khó, nhưng mà cái cây này á, nó rất là dễ trồng. Các bạn chỉ cần á, là cây con các bạn cho chậu, cho vào chậu nửa chậu đất, sau đó là ví dụ như khi nó lớn được một khúc thì thỉnh thoảng 2 tuần á, các bạn cho thêm một chút xíu đất với lại một chút xíu phân gà vô, hoặc là một muỗng cà phê muối ép dùm thôi là đủ cho nó rồi. Cần các bạn bón thêm cái gì nữa hết trơn và cũng không cần phải chăm sóc gì hết trơn á. Một ngày nếu mà trời quá nắng thì tưới cho nó một xíu nước, còn trời không quá nắng thì 2 ngày các bạn tưới một lần cũng được. Đặc biệt là nó ra trái rất là nhiều, nó rất là sai trái, nó rất là dễ, nó dễ tính lắm, là một loại ớt rất là dễ trồng nha các bạn. Cho nên mình mới khuyên các bạn là nên trồng cái này nếu các bạn muốn và các bạn thích ăn ớt. Vừa dễ trồng, cây nó vừa sai trái nha các bạn, nhìn thấy không? Ớt làm nó dễ lên lắm, nó sai trái nha, mà các bạn thu hoạch liên tục luôn. Bạn nào thích ăn ớt giòn thì đây là một lựa chọn lý tưởng, rất là giòn và thơm. Thơm lắm. Cái ớt này làm được rất là nhiều món nha, để mình ăn miếng xong mình sẽ chia sẻ thêm những món gì có thể làm được với món ớt lào nha các bạn. Gió này gió nóng rồi.
Ngon quá. Làm ớt ngâm chua ngọt á rất là ngon vì cái độ giòn của nó rất giòn, và khi các bạn ngâm chua ngọt như vậy á thì cái độ cay của nó hơi giảm một xíu, làm các bạn ăn với lại ví dụ như ăn với bún, ăn với mì, ăn với salad, ăn cái gì cũng được hết, rất là ngon. Thứ hai nữa là các bạn ngâm nước mắm mà nước mắm nguyên chất luôn á, khi các bạn kho cá hay gì đó các bạn bỏ ra cũng được, kho cá kho thịt hoặc là mình ăn không á thì nó thấm cái nước mắm vô, nó vừa đủ vị á, rất là ngon, ăn với cơm với lại rau củ quả. Thứ ba nữa là làm tương ớt. Khi các bạn làm tương ớt mà có cái loại ớt Lào này vô thì nó cay, nó thơm, cho nên là ớt Lào này là một cái loại ớt mà rất là dễ làm, đủ các món. Cho nên là nếu như trong nhà mà bạn nào thích ăn ớt thì là cái loại ớt nên trồng nha các bạn, rất là nên trồng. Bây giờ mình mời các bạn uống rượu. Mình sẽ ăn hết một trái ớt này để cho các bạn xem là cái độ mình ăn cay hắn không phải là ghê hồn, nhưng mà biết con có tiêu vô nhà chứ mà đang chị muốn làm cái này với Lulu không nè, mẹ đang làm video cho các bạn xem mẹ ăn mà. Hai chị em đi vô nhà đi cô, đưa ra gió lắm con. Là nên ăn như vậy là vừa nha các bạn. Nó vàng vàng cam cam như vậy là rất ngon. Đừng có để đỏ. Đỏ ăn nó không giòn bằng, không ngon bằng. Nhưng mà đỏ thì mình làm nước mắm nó cũng đẹp hơn. Đó. Hai cây ớt Lào của mình á. Nhà mình là đã có 20 cây ớt rồi. Hơn 20 cây ớt rồi. Nhưng mà hôm bữa mình đi á, mình đi nhà vườn đó, mình thấy hai cây ớt Lào này đẹp quá, trái rũ rượi quá, mình mê quá các bạn ơi, cho nên là mình cũng na nó về đây mà giờ chưa biết để chỗ nào luôn, tại vì mùa đông sắp tới rồi, để nó ở ngoài là nó chết liền rồi, mà thấy đẹp quá thích quá là mua vậy thôi đó. Với lại á, mình mua về mình hái trái mình ăn trước, nó còn rất là nhiều bông nụ và trái nhỏ nên mình sẽ phải thu hoạch hết những cái trái lớn này nè để cho mấy cái trái nhỏ lớn được, chừng nào cũng lớn. Còn các bạn biết đó, cái cây này mình mua rẻ lắm, cuối mùa rồi người ta bán rẻ mà mình không thể nào là không mua nó được, là các bạn biết không, còn rẻ hơn mình ăn cây kem nữa, cho nên thôi mua về để đó ngắm cái đã. Thay vì các bạn chơi chơi hoa ha, các bạn mua một chậu hoa ở bên Pháp này, một chậu hoa người ta bán cũng phải mười mấy 20 đồng các bạn, hoặc là mấy chục đồng tùy hoa nha, mà các bạn ngắm cái bó hoa thì các bạn cắm lên chơi khoảng tuần nó tàn mất tiêu. Cây ớt này nó còn rẻ hơn cây kem mà các bạn ngắm được vài tuần, nếu mà nó sống là ngắm được suốt luôn, nên mình cứ na nó về tính sau mình kiếm ớt. Ớt này cay ngon. Trời ơi, có những loại ớt mà nó cay khủng khiếp các bạn, không ăn nổi. Sắp hết một trái hả?
cay nhưng mà nó thơm lắm các bạn. Ăn vậy mà không có miếng ớt vô là sẽ mất cái ngon của mình, tại mình ăn ớt quen rồi á. Giờ ăn cái gì mà không có ớt á, thấy nó thiếu thiếu cái gì. Buổi trưa nắng ấm, cái mùa này là mình thích buổi trưa thôi, buổi tối với buổi sáng lạnh lắm. Mời các bạn nha, cũng biết đụng hoa. Cá hồi ngon lắm các bạn. Cá hồi cũng béo. Dân miền Trung á thích ăn bún lắm. Hết cá nha, một cắn này là hết nè. Hết rồi. Bây giờ mình cho các bạn xem hai cây ớt ha, nó đẹp như thế nào nha. Rồi. Các bạn nhìn thấy không, trái nó rủ rượi luôn các bạn, mà ớt nó thích nắng lắm, cho nên mình chọn cái khu vực này là nhiều nắng để nó nè. Đó, các bạn nhìn thấy trái dễ sợ không, một cái chùm này mà trái ơi là trái nè, trời ơi ăn này chắc lột lưỡi luôn các bạn. Đó. Cái cây nó như vậy đây mà không mua sao được. Quá đẹp phải không các bạn? Rồi. À, như mình đã hứa là mình sẽ có những cái video review từng loại ớt. Thì đây là loại ớt đầu tiên mình review cho các bạn là loại ớt Lào. Thì bây giờ mình cũng đã ăn xong một cái ớt Lào cho các bạn xem là độ cay rồi như thế nào, mình đã chia sẻ rồi ha. Bây giờ mình cũng kết thúc ly rượu này. Rồi mình cũng kết thúc video luôn nha. Mình cũng xin kết thúc cái video review cái cây ớt Lào, cái quả ớt Lào của mình ở tại đây luôn nha các bạn. Hy vọng là qua cái chia sẻ của mình thì các bạn cũng thấy được là ớt Lào nó ngon, nó dễ trồng, nó sai trái. Đặc biệt là ăn giòn nha các bạn, giòn lắm mà cay vừa phải chứ không quá cay đến nỗi mà mình không ăn được. Đó là điều quan trọng nhất. Rồi, bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Các bạn nhớ tiếp tục theo dõi, tiếp tục ủng hộ để cho kênh mình ngày một phát triển nhiều hơn. Mình có động lực để làm nhiều video hấp dẫn hơn cho các bạn xem nha. Những bạn mới vừa biết tới kênh đó, có duyên với kênh thì cũng xin cho một đăng ký, một chia sẻ để sau này mình có video mới thì các bạn sẽ là người cập nhật đầu tiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.